Rồi, xin chào các bác nha. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên xưởng lại lên cho các bác một con sập thờ. Đây là đơn hàng của anh Tuân ở tại Hà Nội. Đấy, thì một chiếc sập thờ tứ linh. À, mẫu hiện tại chúng em có cải tiến một chút là mẫu em nhà em là làm chân móng. Đấy, làm chân móng. Đấy, những cái sản phẩm trước kia bên em làm chân quả bí. Đấy, hiện tại thì một số khách hàng là ưa chuộng cái mẫu chân móng này hơn. Đấy, nên là bên xưởng lại chuyển sang làm mẫu chân móng này. Nhìn cái dáng sập nó rất là chắc và bệ vệ. Đấy, thì cũng nhân tiện trong cái video clip ngày hôm nay thì em cũng giải thích cho một bác vài bác khách hàng ấy về ý nghĩa của cái sập thờ tứ linh này. Đấy, có rất nhiều người biết đến tứ linh thì nhưng những cũng có nhiều người không biết đến tứ linh là gì và ý nghĩa của linh vật này. Đấy, tượng trưng cho cái gì, nguồn gốc đấy tứ linh ra sao, thì trong clip ngày nay thì bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là cũng chia sẻ luôn cho các bác đấy về ý nghĩa của cái sập thờ tứ linh này, tại sao người ta lại thờ sập thờ tứ linh mà là không phải là những cái con vật khác. Đấy, thì tứ linh có nghĩa là bốn loài linh vật, chúng có mặt trong văn hóa của nhiều nước phương Đông, nhất là các nước ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, thì là bao gồm là có long, ly, quý, phụng. Đấy, long thì có nghĩa là chính giữa là cái đầu hổ phù các bạn, chính là long này. Đấy. Về nguồn gốc của tứ linh ấy thì nguồn gốc là bắt nguồn từ bốn linh thần, bao gồm có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Chúng được người xưa tạo ra từ bốn chòm sao cùng tên ở bốn phương trời và được mang bên mình bốn nguyên tố tạo thành trời đất. À, theo quan niệm của người xưa là nước, gió, đất và lửa. Đấy. Theo thứ tự là Long, Lân, Quy, Phụng. Và việc chọn nơi để làm thành kinh đô thì phải hội tụ yếu tố hòa hợp đấy giữa bốn nguyên tố này. Đấy các bác nhé. Đấy, về cái ý nghĩa của bốn linh vật tứ linh ấy thì bốn linh vật này có sức mạnh thì phi thường và tượng trưng cho trời đất, bắt nguồn từ tứ linh thần là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Chúng được người xưa tạo ra từ bốn phương trời đại diện cho bốn nguyên tố chính là đất, nước, lửa và gió. Theo dân gian thì mỗi vị thần căn giữ 7 đấy, trong 28 chòm sao trong thiên văn Trung Hoa. Đấy thì đứng đầu sẽ là tứ linh là Long. Long có nghĩa là rồng đấy các bác này. Đấy chính giữa là cái đầu hổ phù này. Đấy, ở sập thờ này tượng trưng cho cái đầu rồng này. Đấy chính là Long. Đấy thì rồng thì có sức mạnh và trí tuệ và cái quyền uy bậc nhất. Đây là sinh vật tổng hợp sức mạnh của những con vật khác như là rắn, hổ, chim ưng, sư tử hay là hươu. Đấy các bác này. Đấy, cái vây rồng này tượng trưng là vây cá cơ. Đấy, ngoài ra sừng là sừng hươu. Đấy. Còn những cái chi tiết khác thì tượng trưng cho rất nhiều con vật khác. Đấy. Thì trải qua rất là nhiều đời ấy, thì các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ ở các nước phương Đông thì cũng dần tạo cho rồng trở thành biểu tượng cao quý và có cái sức sống vĩnh hằng. Đấy, tiếp theo là linh vật là Lân Ly. Đây. Mẫu sập thờ tứ linh cân này chúng tôi có hai con ly hai bên nhé, bên kia một chú ly này, đấy, bên này một chú ly đây các bác này, chạm khắc ly đây, chạm khắc được điêu khắc cách điệu đi. Thì ly là báo hiệu của điềm lành và biểu tượng cho sự nguy nga tráng lệ, sự trường thọ, đấy, niềm hạnh phúc và lớn lao. Đấy, ly thì có phẩm chất là một con vật nhân từ và theo truyền thuyết thì khi di chuyển thì nó luôn tránh dẫm lên các loại côn trùng hay là cỏ mềm dưới chân mình. Đấy, nó rất là nhân từ luôn. Và cái loài lân này thì không bao giờ ăn thịt hay làm hại bất cứ con vật nào, đặc biệt nó không bao giờ uống nước bẩn và nó chỉ ăn cỏ, nên là có tên gọi khác là nhân thú. Nhân thú, một linh vật rất là nhân từ. Đây, đây là hình ảnh chú lân được bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám với các nghệ nhân là chạm khắc cách điệu thành một linh vật ở hoa văn ở trên sập thờ. Tiếp theo thì kỳ lân thì lại có cái tính theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam ấy. Đấy, thì kỳ lân là tượng trưng cho sự thái bình yên ổn, lân cũng tượng trưng cho phúc lộc và may mắn. Đấy, tượng trưng cho phúc lộc may mắn, đồng thời là ẩn chứa trong đó một sức mạnh tâm linh rất là to lớn. Thì các bác có thấy là những cái cổng đình, cổng chùa ấy thì là người ta thường là hay đặt hai con lân ly ở hai bên cổng ấy. Đấy, để trấn giữ. Tiếp theo một linh vật có sức sống trường tồn đó chính là quy. Quy chính là rùa đấy các bác nhá. Đây hình ảnh chú rùa trong các cách điệu rất là nhỏ đây. Thì quy là vật hợp bởi có cả âm lẫn dương, cả âm lẫn dương. Bụng phẳng thì tượng trưng cho đất đấy, mai khung thì tượng trưng cho trời, hình tượng rùa đội bia thì tượng trưng cho hạnh phúc, phát triển và sự chịu đựng. Đấy, quy thì rất là cao quý đấy, nhiều khi nó là chủ của nguồn nước, rùa phun nước thiêng là một linh vật của đất Phật. Đấy, là linh vật tốt lành mang ý nghĩa trường thọ, thì có khả năng chiêu tài hóa sát, trấn trạch, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng và lâu dài. Đấy, tuy không phải là con vật của Phật giáo nhưng rùa là cũng biểu tượng của sự trường tồn của Phật giáo các bác nhé. Đấy, linh vật cuối cùng, một linh vật
cũng bất tử luôn. Đấy, đây thì chính là chú Phượng Hoàng đây. Đấy, chính là chú Phượng Hoàng các bạn này. Đấy, Phượng Hoàng là sự kết hợp giữa các đặc điểm xinh đẹp nhất của nhiều giống chim, như là đầu gà, đấy, chiếc cổ cao là của chim hạc và bộ đuôi thướt tha của loài công. Đấy, cũng hội tụ ba linh vật các bạn ạ. Đấy, thì Phượng là tên con trống, còn mái thì gọi là loan. Đấy, phụng thì có mỏ diều hâu, tóc trĩ và vảy cá chép, móng chim ưng, đuôi thì là đuôi công. Đấy, thì đây là loài vật sinh gọi là sinh vật bất tử. Đấy, vòng đời của chúng thì là không bao giờ kết thúc. Đấy là ý nghĩa của bốn loài linh vật trong bộ sập thờ tứ linh này. Đấy các bác này, đủ hình tượng là long ly quy phụng luôn. Thì hôm nay bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là cũng có chia sẻ cho các bác là một chút ý nghĩa về cái sập thờ tứ linh cũng như là cái linh vật chạm khắc ở trên đó. Đấy, đấy thì chiếc sập thờ này bên xưởng là đang làm có kích thước là 1m97, đấy, ngang 1m97, cao 1m17 và sâu là 107 nhá. Đấy, hình ảnh tổng thể của nó đây, tổng thể các bác ạ. Đấy, phần chân là bên xưởng là đục là đầu lân. Đấy, bên dưới có nghê trầu và chân là chân móng. Đấy, các bác nhìn tổng thể của nó thì là rất là vững chắc nhá. Đấy, một số các bác thì rất là yêu thích cái mẫu sập thờ chân móng này. Đấy, bên trên cổ của chiếc sập thờ này thì có chạm chính là hình ảnh rồng trầu mặt nguyệt, hay còn gọi là lưỡng long trầu nguyệt đấy. Đấy, đôi rồng trầu. Đấy, đường nét đục chạm của phần chân đây. Đấy các bác. Đấy, chân đầu lân. Đấy, chân nghê. Và dưới chân là đục chân móng. Đấy, nên là toàn bộ phần chân này là liền khối này. Toàn bộ phần chân liền khối này. Bên trên có đôi rồng bao loan này. Đây là phần dạ đốc của nó đây. Đấy thì chiếc sập thờ này là bên xưởng làm theo đơn hàng của anh khách hàng ở tại Hà Nội. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, bên xưởng có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ và số điện thoại 0957 50086, website đồ gỗ tùng8.com. Đấy, quý khách hàng có thể liên hệ thông tin địa chỉ trên màn hình. Và xin chào mọi người.